nó giống hệt như cái tánh tình của mình, vóc dáng của mình. Cho nên đọc sâu vào trong kinh Phật rồi mình mới thấy là tướng tự tâm sanh, tướng tự tâm sanh. Cái tướng là do cái tâm của con người mà nó có, mà nó kết thành. Cho nên từ cái chỗ đó anh dễ dòm lắm. Người nào là cái tâm như thế nào là nó hiện cái khuôn mặt, cái vóc dáng, cái hình hài ra người đó. Quý vị hiểu không? Đó, thế thì Phật tánh là gì? Tức là cái tánh biết của mỗi con người. Ở đây là sư chỉ nói, vì cái thời gian nó không có, sư chỉ nói cái giới hạn trong loài người của chúng ta thôi. Trong cái cách xử sự của mình, làm sao nỗ lực cân bằng giữa cái đời sống cảm thọ và cái thế giới của tâm linh. Nếu thường ngày mà chúng ta sống trong cái đời sống cảm thọ, tức là cảm thọ là gì? Là cái sự chi phối của buồn, giận, mừng, vui, thương, ghét, muốn, là thất tình. Và cái mà có lý trí phán xét nên hay không nên, thì hai cái lĩnh vực này. Nếu mà con người sống bằng cái bản năng thì nó là khác, mà con người sống bằng lý trí thì nó là khác. Các con người sống theo bản năng tức là thú tính, mà người sống có lý trí tức là ít ra thì con người cũng hiểu biết là cũng còn